Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai xác nhận, đêm ngày hôm qua mùng 9 tháng 1, trên địa bàn đã xảy ra vụ cháy phòng trọ ở địa chỉ 308 Hoàng Hoa Thám, phường An Tân, thị xã An Khê. Điều đáng buồn là vụ cháy đã làm cho 3 người tử vong. Thông tin ban đầu khoảng 1 giờ sáng, 50 1 phút sáng nay, Phòng Cảnh sát, Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai nhận được tin báo của ông Nguyễn Hoàng Phi, sinh năm 1996, xảy ra cháy tại phòng trọ ở địa chỉ 308 Hoàng Hoa Thám. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, hai xe chữa cháy cùng 18 cán bộ chiến sĩ đã được điều động đến hiện trường đến 2 giờ 15 phút cháy được cơ bản khống chế, lực lượng chức năng triển khai lực lượng tìm kiếm nạn nhân. Quá trình tìm kiếm phát hiện 3 nạn nhân trong nhà vệ sinh đã tử vong. Xác minh ban đầu, dãy phòng trọ gồm 10 phòng do ông Nguyễn Minh Hoàng làm chủ phòng trọ bị cháy có diện tích khoảng 20 m2, có cửa tiếp giáp mặt đường Hoàng Hoa Thám là phòng đầu. Tiếp giáp phía sau còn có 9 phòng trọ. Trong phòng trọ chứa nhiều quần áo để bán trong dịp Tết, có một xe đạp điện, một xe gắn máy, ngoài ra còn nhiều đồ đạc và vận dụng khác.